Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có một cậu nhóc rất dễ thương. Vợ tôi là giáo viên mầm non, cô ấy rất dịu dàng. Nhu mì đúng kiểu phụ nữ Á Đông. Có lẽ bởi thế mà chuyện chăn gối với vợ tôi chưa bao giờ được thỏa mãn. Tôi vẫn yêu vợ. Thương con vẫn có trách nhiệm với gia đình nhưng ở ngưỡng tuổi của tôi, việc chuyện ấy không được đầy đủ khiến tôi khá bí bách. Thằng bạn thân bảo tôi nên đi bóc bánh trả tiền vì như vậy xong việc là đường ai nấy đi, không ràng buộc. Bản thân cũng không mang tiếng ngoại tình. Chỉ cần cẩn thận là được. Nhưng vài lần thôi chứ tôi cũng chẳng dám đi nhiều vì cũng sợ sự cố ngoài ý muốn lại khổ vợ con. Rồi tôi gặp lại tình cũ. Cô ta cũng đã có gia đình nhưng người chồng chỉ suốt ngày mải miết làm ăn, chẳng quan tâm tới vợ con khiến cô ta chán nản. Cô đơn, đông cảnh ngộ, tôi và cô ta đã lén lút qua lại với nhau. Kẻ được tình, người được giải tỏa sinh lý, cũng coi như không ai nợ ai. Việc đó duy trì được khoảng 3 tháng, hôm đó, tôi và tình cũ vẫn hẹn nhau ở nhà nghỉ quen thuộc. Vừa ân ái xong, tình cũ nổi hứng kể thêm thông tin về cho mình. Trước đây cũng nghe cô ta kể qua nhưng tôi chỉ an ủi ngắn gọn rồi nhanh chóng làm chuyện kia và về nhà với vợ. Hôm nay, cô ta đột nhiên nói nhiều hơn về chồng với thái độ có phần lo lắng. Lão chồng em biết chuyện em qua lại với anh rồi. Thực ra anh ta là dân xã hội đen, anh ta nói sẽ xử lý cả hai chúng ta trong một ngày gần nhất. Anh ta có đầy đủ chứng cứ rồi. Nghe tình nhân nói xong tôi lạnh cả sống lưng, mồ hôi thi nhau đổ ra như tắm. Tôi với cô ta thống nhất ngay từ đầu là chỉ gặp gỡ để giải quyết nhu cầu. Ngoài ra không một ràng buộc gì cả. Nhưng giờ nếu sự việc vỡ lở, tôi sẵn sàng chịu trận nhưng còn vợ con tôi. Cô ấy mà biết việc tôi qua lại với tình cũ sẽ rất sốc. Vì trước đây, lúc mới cưới nhau, có một thời điểm tình cũ nhắn tin hỏi thăm vợ tôi biết được. Cô ấy đã khóc rất nhiều. Không chỉ vợ mà còn chồng tình cũ của tôi nữa. Tôi cũng không ngờ chồng cô ta là dân xã hội đen. Nếu biết trước, tôi sẽ không bao giờ qua lại với tình cũ. Sau hôm đó, tôi chấm dứt hoàn toàn với cô ta nhưng cô ta thì cứ liên tục nhắn tin nói nhớ và muốn gặp tôi. Tôi thực sự rất lo lắng, lúc nào cũng ở trong trạng thái nơm nớp lo sợ bị đánh giữa đường. Mỗi ngày bình yên trôi qua là tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm nhưng cũng là nỗi lo cho ngày hôm sau. Không biết tôi còn phải đối diện với cảnh này bao lâu nữa. Tôi sắp phát điên mất. Bà Hoa góa chồng từ trẻ, may sao lúc chồng bà mất, ông bà cũng đã có với nhau một mụn con trai. Kể từ đó, bà ở vậy làm đủ mọi nghề nuôi con mà không đi bước nữa. Nhiều lần anh Tùng con trai bà nói bà tìm một người đàn ông để nương tựa về già nhưng bà Hoa một mực không chịu. Với bà, chỉ có tình yêu duy nhất với người chồng đã khuất mà thôi. Ai cũng phải nể phục bà vì một mình bà gây dựng được hệ thống mấy cửa hàng thời trang có tiếng ở thành phố. Đến nay, dù đã ngoài 60 nhưng bà vẫn minh mẫn và vẫn một tay quán xuyến tất cả. Anh Tùng cũng được hướng theo nghiệp kinh doanh của mẹ. Anh được bà Hoa giao cho một nửa số cửa hàng để tiếp quản buôn bán. Sự nghiệp gia đình có lúc tưởng chừng phá sản khi anh Tùng bị tai nạn cách đây 3 năm. Nhưng rồi mọi thứ lại trở về quỹ đạo. Anh Tùng lấy vợ đến nay cũng được 5 năm và có 2 con nếp đẻ đủ cả. Cuộc sống gia đình bà cứ ngỡ êm đềm nhưng biến cố lại một lần nữa xảy đến. Con dâu và cháu trai bà Hoa bị tai nạn trên đường đi học về nên cần truyền máu gấp. Nhận được thông báo, bà Hoa cùng con trai tức tốc đến bệnh viện. Chị Hoa chỉ bị xây xước nhẹ nhưng do quá sợ hãi nên vẫn bất tỉnh. Còn thằng cháu trai đích tôn nhà bà Hoa thì vẫn hôn mê. Các bác sĩ liên tục giục người nhà thử máu để truyền cho cháu vì cháu thuộc nhóm máu hiếm. Nhưng lạ thay, xem kết quả của cả bà Hoa và anh Tùng thì không ai có chung nhóm máu với cháu bà. Thậm chí cả con dâu bà cũng thế. Bà Hoa vô cùng hoang mang thì lúc này anh Tùng mới thú nhận. Do di chứng của vụ tai nạn năm xưa nên anh không còn khả năng sinh con. Nhưng vì sợ mẹ lo nghĩ nên anh và vợ quyết tâm giấu kín và đi mua tinh trùng ở bệnh viện. Bà Hoa nghe xong ngã quỵ ngay giữa viện. Rốt cuộc cái số bà kiếp trước làm gì để kiếp này không những chịu cảnh đơn côi mà còn chịu kiếp tuyệt tự tuyệt tôn thế này. Đã vài ngày trôi qua, đứa cháu hở của bà Hoa cũng đã bình phục nhưng bà Hoa thì tuyệt nhiên không nói không giảng gì với con trai và con dâu. Chẳng ai có thể khiến bà Hoa mở miệng lúc này. Đối với bà Hoa, cuộc sống này thực sự bế tắc, bà chẳng còn thiết tha kiếm tiền hay sống nữa. Dù có suy nghĩ đơn giản đi nữa thì tình cảm của bà dành cho hai đứa cháu cũng không còn như trước. Dẫu biết chúng nó chẳng có tội tình gì nhưng cứ nghĩ đến việc bà đang nuôi báo câu người không cùng máu mủ khiến bà không khỏi chán nản. Sự nghiệp của bà, gia tài của bà rồi sẽ sao đây?
bữa nay chồng lại đi công tác, không muốn ở nhà một mình 11 giờ giờ đêm liên khăn gói sang nhà Hà, bạn thân, ngủ ké một đêm. Thấy Liên, Hà cứ ú ớ. Ơ, sao lại sang nhà tao ngủ? Thì lao chồng tao đi công tác, tao sang nhà mày ngủ nhờ một đêm. Sao thế, tính đuổi bạn về à? Không, tưởng vợ chồng mày cãi nhau sang tao thôi ấy mà. Tôi vào đi. Tranh luôn giường nó ngủ. Liên đặt mình xuống là ngủ ngay cho đến tầm 1 giờ đêm. Đang ngủ Liên cứ có cảm giác như đang làm chuyện chăn gối với ai đó. Sợ là mơ, cô mở mắt quờ quạng thử thì là thật. Gã nào đó đang đè lên cô, người mồ hôi nhễ nhại nữa chứ. Sợ bị kẻ nào cưỡng bức. Liên định bật điện thì chết sững khi người nằm trên vừa thở hổn hển vừa nhắc. Bữa nay em làm gì mà cứ cửa quẹ mãi thế? Chiều anh đi, khó lắm anh mới nói dối con vợ anh đi công tác được. Mà sao hôm nay em làm giống con vợ anh thế, em học cái kiểu cổ lỗ si của nó à? Á khẩu khi nhận ra giọng chồng mình, Liên bàng hoàng lắm. Thì ra chồng và con Hà đã lén lút ngoại tình với nhau mà cô không hề biết gì. Sốc về chuyện này, Liên quyết trừng phạt hai kẻ đó một cách man dợ nhất. Chồng yêu à? Là em đây, Liên vợ anh đây. Anh bất ngờ lắm đúng không? Không, em lại sang nhà Hà và nằm trên giường của nó đấy nhỉ? Cái gì, vợ á? Tú, chồng Liên, vội bật dậy bật điện mà tái mặt khi nhận ra vợ. Trời ơi, anh biết làm gì để chống đỡ với cơn giông bão này đây? Cố giữ bình tĩnh, Tú ôm lấy vợ thỏ thẻ. Anh biết là vợ mà. Anh nói đùa trêu em thế thôi chứ ai lại đi ngủ với bạn thân của vợ chứ? Thế á? Thế mà có kẻ đã làm thế ấy. Anh biết tôi chúa ghét bị cắm sừng rồi ấy nhỉ? Tôi nên xử sao với những kẻ phản bội đây? Biến anh trở về thành một kẻ tay trắng như trước hay bóc phốt anh trên mạng? Cắt thăng cái của nợ của anh đi. Cho anh chọn lựa đấy. Vợ ơi, đừng làm gì cả. Anh không muốn đâu vợ ạ, anh thừa nhận mình đã có tình cảm với Hà. Nhưng tụi anh mới chỉ qua đêm với nhau được 2 lần thôi. Anh nói cái gì cơ? Qua đêm với nhau 2 lần. Vợ, anh xin em. Anh lỡ lời. Để tôi cho các người biết thế nào là cái giá của ngoại tình. Liên vào bếp lấy ngay cái kéo to sắc và nồi nước sôi sùng sục vào hất hàm nhìn chồng. Tái mặt trước những đạo cụ vợ tính xử mình, Tú sợ mà ngất lịm đi. Còn Hà chứng kiến cảnh đó, cô ta sợ trốn vào nhà tắm mà run bần bật. Hà, sao mày phải sợ thế? Ra đây, tao có quà tặng mày đấy. Mày định làm gì tao? Tao xin mày Liên ơi. Tao đã sao khi qua lại với chồng mày. Nhưng tao thề với mày, tao sẽ bỏ anh ấy, không có lần sau đâu. Tao thề đấy. Thế á, thề thì chưa chắc đã nhớ đâu. Để tao tặng mày một vết xẻo trên mặt cho mày nhé, lần sau chữa những thằng đã có gia đình ra nhé. Tao xin mày mà, đừng hủy hoại nhan sắc của tao. Uất hận, Liên xử đẹp hai kẻ đó rồi bỏ về. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy máy móc của mình vẫn còn nguyên, Tú vừa mừng vừa lo mà chạy về nhà gấp. Thế nhưng Liên đã ném toàn bộ đồ của anh ra cổng mà đuổi Tú đi. Quý lệ xin lỗi vợ cả đêm lẫn ngày ở trước cổng nhưng Liên vẫn lờ đi. Tú biết mình hết cơ hội quay về nhà mà hối hận tột độ. Ham hố ngoại tình để giờ khổ sở thế này đây. Sao anh lại dại? Tự hủy hoại đời mình như thế chứ?